Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Social TV. Tiếp tục ngày hôm nay, Social sẽ cập nhật thêm một số thông tin mới nữa nha mọi người. Hôm nay thì quản lý Diễm Phạm có chia sẻ một đoạn video mà vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, mọi người chuẩn bị đến với chị Hai ở tại chùa Pháp Lạc. Thì Diễm Phạm có chia sẻ lời chia sẻ hết sức là xúc động như sau: gần 30 ngày nữa chúng ta lại cùng nhau sum họp đầy đủ sau một thời gian xa cách, nhà mình lên lịch nghỉ phép thôi nào. Vậy là theo thông tin của Diễm Phạm thì còn gần một tháng nữa thì cũng sẽ có một buổi lễ hết sức trang trọng ở tại chùa Pháp Lạc Tự. Fan hâm mộ chúng ta sẽ cùng tề tựu và tiếp tục nhớ về chị Hai, về những kỷ niệm đẹp, những việc làm đẹp của chị lúc sinh thời. Thì nhiều fan hâm mộ cũng có rất nhiều bình luận dưới bài đăng của quản lý Diễm Phạm, ai nấy đều rất mong đến ngày này. Và Diễm Phạm chia sẻ thêm: dạ, lịch trình em xin thông báo là 21 và 22 tháng 9 dương lịch. Tiết Nhung cũng có để lại bình luận: dạ, con lên lịch nghỉ phép. Vậy là chính thức quản lý Diễm Phạm thông báo hai ngày lễ trang trọng dành tưởng nhớ chị Hai, đó chính là ngày 21 tháng 9 và 22 tháng 9 tính theo dương lịch nha mọi người. Rất nhiều fan hâm mộ để lại bình luận là: ủa, năm nay có anh Quỳnh về không ba Diễm ơi? Rồi tiếp tục mọi người khá là quan tâm nên có hỏi thăm là không biết như mọi năm thì Buddha Chay có tài trợ xe để cùng mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh về chùa Pháp Lạc hay không. Thì chưa biết là có xe đưa rước nữa hay không nha mọi người. Nếu mà có những thông tin mới của quản lý Diễm Phạm chia sẻ về chuyện này thì mình sẽ thông báo trong video sau cho mọi người cùng biết, và chúng ta cùng hẹn một ngày đi chung để về chùa cùng tưởng nhớ chị Hai nhé. Và hôm nay là ngày rằm tháng 7, cũng là đại lễ Vu Lan, thì quán Buddha Chay cũng có chia sẻ: rằm tháng 7 âm lịch không chỉ là một ngày lễ mà còn là một cơ hội để chúng ta hiểu sâu hơn về tín ngưỡng và tận hưởng ẩm thực Buddha Chay tươi ngon, mang ý nghĩa đậm đà của ngày hội truyền thống này. Chúc tất cả chúng ta 15 tháng 7 âm lịch an lạc và bình an, cũng không quên nhắn gửi mọi người đến thưởng thức ẩm thực chay tại quán chay nhé mọi người. Và tối đêm qua thì ngày 17 tháng 8 thì ca sĩ Tuyết Nhung, ca sĩ Jack Long, Quỳnh Trang, Thiên Ngân đã có một buổi phục vụ văn nghệ ở tại chùa Vạn Phước. Thì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ livestream trực tiếp trên trang fanpage của Tuyết Nhung cho mọi người khán giả ở xa được xem. Vì đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí nên thu hút rất đông khán thính giả ở tại thành phố Hồ Chí Minh đến với chùa Vạn Phước trong đêm nhạc tối đêm qua. Tuyết Nhung cũng rất là dễ thương trong bộ áo dài màu tím. Thiên Ngân cũng như vậy, và chị Quỳnh Trang trong bộ áo dài màu xanh. Thì mới đây trên trang cá nhân của Quỳnh Trang thì mẹ của Quỳnh Trang là cô Thảo có chia sẻ một đoạn clip ngắn thôi. Khung cảnh Quỳnh Trang đến thắp hương cho những người đã khuất ở trong chùa, và đặc biệt cô bé đã đứng rất lâu trước di ảnh mẹ Phi Nhung. Phải nói đoạn clip này cũng khá là xúc động mọi người ạ. Một cô bé Quỳnh Trang khá là nhỏ nhắn đang chắp tay khấn nguyện trước di ảnh của mẹ Phi Nhung. Phải nói là Quỳnh Trang khá là dễ thương, và hễ đi đâu đến những nơi nào có mẹ được thờ tự thì các bé, không chỉ riêng Quỳnh Trang mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng luôn đến để thắp hương tưởng niệm, và đã đứng thật lâu bên di ảnh của mẹ. Rồi Quỳnh Trang lấy tay lao lên di ảnh, đặc biệt là muốn sờ vào gương mặt mẹ mình lâu hơn. Chính chi tiết nhỏ này thôi, khi kể lại mình cũng cảm thấy khá xúc động và rất là thương cho những người con của chị. Bé Út Thiên Ngân hôm qua là thứ bảy cuối tuần nên có chia sẻ: dạ, vậy là đã kết thúc một tuần học quân sự của em tại trường quân sự rồi, học được những bài học mới, có thêm nhiều mối quan hệ mới, rèn luyện và học tập cho bản thân. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Đại đội 3, tiểu đội 7, hẹn gặp cả nhà tối nay ở chùa Vạn Phước nha.
Vậy là sau lịch trình học tập quân sự 1 tuần ở tại một trường quân sự ở huyện Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì Quỳnh Trang cũng đã kết thúc vào chiều cuối tuần và tối thứ bảy đêm qua thì em ấy lại có mặt ngay trong chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ ơn nghĩa sinh thành cùng với chị Quỳnh Trang và chị Tuyết Nhung, anh Sắc Long và một số bạn bè ca sĩ đồng nghiệp cùng cô MC Quỳnh Trần trong show của chùa Vạn Phước. Thì sau khi Thiên Ngân chia sẻ một số bức ảnh đẹp của em ấy chụp cùng với đồng đội của mình ở trường quân sự, một bé Út Thiên Ngân trong trang phục người lính hết sức là dễ thương, chụp ảnh bên cạnh xe tăng nè, rồi các bạn trẻ đứng chào thật là hiên ngang dưới những bóng cây xanh mát như thế này, phải nói khá là đẹp. Và fan hâm mộ sau khi xem những bức ảnh của Thiên Ngân cũng có lời hỏi thăm: ủa, học ít về con gái cô học tới 4 tuần thì mỗi trường sẽ có một cái quy định riêng. Riêng trường Thiên Ngân thì học 1 tuần, có thể là trong học kỳ này thôi, rồi năm sau cũng có tiếp nữa. Đó là quy định của từng trường, nó sẽ không giống nhau nha mọi người. Có khán giả bình luận như thế này: cô bộ đội giờ đã xuất ngũ thành cô ca sĩ rồi ư? Bình luận này khá dễ thương nha mọi người. Nhiều bạn cũng nhận xét là hôm qua tính xin chụp hình chung với Ngân mà khi hát xong về phòng đi đâu mất tiêu. Chắc chắn đây là một bình luận của một bạn học chung trường với bé Ngân. Rồi có nhiều bình luận như là: chúc con luôn mạnh khỏe, show diễn thành công nhé. Và hôm nay ngày 18 tháng 8 thì tiếp tục Thiên Ngân, Tuyết Nhung và ca sĩ trẻ Sắc Long lại có một show ở tại chùa Pháp Vân thuộc quận Tân Phú nữa nha mọi người. Đó chưa là chương trình Mẹ là Vầng Trăng. Trong show này thì không có Quỳnh Trang, chỉ có là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Sắc Long, Phú Quý và cô MC Diễm Quỳnh cùng một số bạn ca sĩ như là Trà My, Tú Anh. Đây là một chương trình cũng hoàn toàn miễn phí. Xin mời mọi người tối đêm nay vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 8 cùng ghé đến chùa Pháp Vân để thưởng thức giọng hát của các bạn trẻ nhà chúng ta nhé mọi người. Riêng hôm nay 18 tháng 8 thì ca sĩ trẻ Trường Sang cùng với ca sĩ Di Juno sẽ có show ở tại Lâm Đồng, đó là Đại lễ Vu Lan. Đây cũng là một cái show khá là nhiều ca nghệ sĩ tham dự nha mọi người. Video chia sẻ tin tức hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Rất mong ông bà cô chú anh chị tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp kênh với nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.